5 thời điểm không nên uống nước dừa, mọi người lưu ý nhé. Nước dừa là thức uống thơm ngon này, vừa có tác dụng làm giải khát, mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, 5 thời điểm này không nên uống nước dừa. Thứ nhất, đó là ngay khi vừa ra ngoài trời rất là nóng nóng về, bạn không nên uống nước dừa vì dễ gây trúng gió. Các triệu chứng thường gặp trong những trường hợp này là ớn lạnh này, đầy bụng này, người hâm hấp sốt và thậm chí có thể sốt cao. Và thứ hai là vào buổi tối, uống nước dừa vào buổi tối dễ khiến bạn khó tiêu này, đầy bụng này. Nếu muốn uống nước dừa vào buổi tối, tốt nhất là nên uống từng ít một và uống nhỏ nhỏ từng ngụm. Và thứ ba là người thể trạng yếu hoặc đang bị tiêu chảy. Nếu bạn đang bị tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa, thể trạng yếu cũng không nên uống nước dừa vào lúc này. Nước dừa có tính mát sẽ khiến cho tình trạng của bạn có thể bị tồi tệ hơn. Và thứ ba là bà bầu 3 tháng đầu, nước dừa vốn là thực trưởng chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, nếu bà bầu 3 tháng đầu không nên uống nước dừa, bởi vì sẽ khiến cho tử cung dễ gây co bóp và có thể dẫn đến sởi thai. Và thứ năm là ngay sau khi chơi thể thao, sau khi vừa tập luyện thể thao hoặc lao động nặng nhọc, cơ thể vẫn còn đang mệt mỏi, bạn không nên uống nước dừa ngay khi lập tức. Nếu muốn uống nước dừa vào lúc này khiến cho chân tay buồn rũ, giảm sự dẻo dai và nhanh nhạy.